Nhưng điều gì diễn ra nếu cái bóng trắng đó nó ở sau lưng? Chúng tôi ngoái lại, chúng ta nhìn thấy một cái bóng trắng nó đang bay đến với chúng ta. Việc của chúng ta làm gì ạ? Chạy thật nhanh về phía trước. Có đúng không anh em? Đúng không ạ? Vì vậy, hãy đặt nỗi sợ ở phía sau mình. Đặt nỗi sợ là động lực của mình. Vì con tôi nhỏ, cho nên tôi phải đi học, để tôi phải cố gắng, tôi phải nỗ lực, tôi phải kiếm tiền để cho con tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại sao chúng ta lại có những cái năng lực thành công? Tại sao chúng ta lại có năng lực? Có những người thì lại có những cái hành động vô cùng mạnh mẽ, vô cùng quyết liệt, vô cùng đáng ngưỡng mộ. Còn một số người thì lại không. Tại sao chúng ta lại chưa đạt được những gì mà chúng ta mong muốn? Tại sao lại chúng ta lại gặp những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa những cái kiến thức áp dụng nó vào thực tế? Thì ở đây chúng ta đã học bốn cái chủ đề, bốn năng lực cốt lõi. Thì năng lực đầu tiên anh chị em biết rồi, đó là chúng ta có sự nhận thức. Ví dụ như là trước đây thì Huy không có nhận thức về cái việc bơi, cái khối lượng bơi, cái số lượng bơi hàng km. Trước đây cũng có bơi, chỉ gọi là bơi vui vui thôi. Nhưng mà khi mà bắt đầu tham gia vào một cái môi trường mà ở trong đó có rất nhiều người họ bơi 5 km, 10 km là chuyện hết sức bình thường. Thì tự nhiên bắt đầu mình cảm thấy nhận thức ra rằng là họ làm được thì mình cũng làm được. Cái thứ hai nữa là 5 km lúc đó là cái chuyện bình thường rồi. Và khi mà mình nhận thức ra là cái chuyện đó là bình thường rồi ấy, thì khi đó thì mình mới bắt đầu là gì ạ? Ra một quyết định, đó là mình cũng phải bơi 5 km. Đấy. Và cái quyết định đó nó thể hiện cái sự thay đổi. Và mình quyết định là thay đổi cái tư duy của mình, thay đổi cái mục tiêu của mình. Trước đây mình không có mục tiêu này, bởi vì mình không có nhận thức. Đó. Khi có nhận thức rồi thì bắt đầu mình thay đổi cái mục tiêu của mình và bắt đầu thay đổi cái quyết định của mình. Đó. Từ cái việc là chạy bộ thì có một số cái vấn đề về chân, tức là cái chân của mình nó bị đau khi mà mình chạy bộ. Thế thì mình chuyển từ chạy bộ sang bơi và khi thấy thì mình thấy nó không bị đau nữa. Mình thấy là ok, nó phù hợp với mình. Thì đơn giản vậy thôi. Thế thì bắt đầu là mình thay đổi quyết định của mình và mình bắt đầu có những cái hành động phù hợp với cái mục tiêu đó. Đấy. Thế thì anh chị em biết rồi, để mà thành công thì chúng ta sẽ có một cái công thức rất là nổi tiếng, đó là công thức của sự thay đổi. Chúng ta muốn đi thì từ điểm A đến điểm B. Đấy nhỉ ạ? Muốn đi từ điểm A đến điểm B thì chúng ta cần phải vượt qua những cái rào cản. Bởi vì nếu như không có rào cản thì điểm A nó đã trở thành điểm B rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì những cái rào cản này chính là cái thứ mà khiến cho chúng ta không có những cái hành động đầy đủ để chúng ta thành công. Đấy. Cái công thức đầu tiên là đó là gì ạ? Đó là sự nhận thức này. Từ nhận thức cho nó là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu cái quá trình thay đổi. Và cái quá trình thay đổi nó được diễn ra từ từ cho tới khi chúng ta tích lũy đủ về lượng. Ví dụ như là chúng ta tích lũy về nhận thức, tích lũy về kiến thức thì chúng ta bắt đầu mong muốn thay đổi. Và chúng ta sẽ tích lũy đủ về lượng thì chúng ta sẽ ra một cái quyết định là mình phải thay đổi. Đấy. Mình cứ xem bọn nó bơi nhiều, xem nhiều thì mình bắt đầu thay đổi. Và đến một lúc nào đó mình quyết định mình cũng phải mình phải có đặt mục tiêu, mình cũng phải có một cái mức độ nào đó, thành công nào đó ở trong cái việc bơi. Đấy, sau đó thì mình bắt đầu là hành động. Khi mình ra quyết định rồi thì mình bắt đầu hành động. Tuy nhiên, cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Có rất nhiều người quyết định rằng mình sẽ phải học tập, mình sẽ phải hành động, mình sẽ phải làm việc, mình sẽ phải thế này, mình sẽ phải thế kia. Tuy nhiên, khi mà chúng ta bắt đầu làm việc, bắt đầu hành động, thì chúng ta vẫn không làm được. Có ai gặp trường hợp này không ạ? Tức là mình quyết định là mình sẽ phải làm cái gì đó rồi.
mình ra ra được cái mong muốn rồi, mình khát khao thay đổi rồi, nhưng mà khi bắt tay vào thực tế thì vẫn gặp những vấn đề. Khi mà chúng ta hành động thì chúng ta gặp vấn đề, và sau đó là gì ạ, là chúng ta bỏ cuộc. Đấy, chúng ta gì ạ, cứ đi vòng đến đây đến rào cản là chúng ta quay lại. Có trường hợp này không anh chị em? Chúng ta quay lại, hoặc là chúng ta bỏ cuộc, chúng ta dừng lại cái việc thay đổi, dừng lại cái việc mà gì ạ, hành động. Có ai gặp trường hợp này không? Ví dụ như là chúng ta đọc sách chẳng hạn, chúng ta quyết tâm là chúng ta sẽ đọc sách, nhưng mà đến lúc mà gì ạ, dở cuốn sách ra thì chúng ta lại chán, chúng ta lại buồn ngủ, chúng ta lại mệt, chúng ta lại đọc lại không được bao nhiêu cả, và không duy trì được lâu. Hoặc một số người thì quyết tâm là mình sẽ dậy sớm để học tập, nhưng khi mà chúng ta dậy sớm thì chúng ta lại mệt, chúng ta lại buồn ngủ, chúng ta lại ngủ cố, và cuối cùng là chúng ta lại gì ạ, chúng ta lại không dậy được, hoặc không duy trì được cái việc dậy này một cách đều đặn. Tất nhiên Huy không nói những con người ở đây, phần lớn những con người ở đây đều những con người có thể khả năng dậy sớm, học tập một cách là rất là nghiêm túc và rất là đều đặn. Cái điều đó đều rất là tuyệt vời, xin chúc mừng tất cả anh chị em. Ok không ạ? Còn rất nhiều người, những người ngoài kia, họ không dậy sớm được. Khi họ biết đến một cái môi trường tốt rồi, họ nhận thức ra rằng họ cần phải học tập thì họ mới thành công được. Họ biết rằng họ học tập thì họ mới phát triển được. Tuy nhiên thì họ ra quyết định rồi nhưng họ vẫn không hành động được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái rào cản này. Thế thì cái rào cản này nó là cái gì? Và tại sao nó khiến cho chúng ta không hành động được một cách mạnh mẽ? Thì ngày hôm nay chúng ta tập trung vào cái việc là gì ạ? Cái kỹ năng hành động. Kỹ năng hành động là một trong kỹ năng mà người Việt Nam yếu nhất. Người Việt Nam thì có khả năng suy nghĩ rất tốt, chăm chỉ, rồi có khả năng linh hoạt, rất là khôn khéo, và đôi khi nó hơi khôn lỏi. Tuy nhiên, kỹ năng hành động của người Việt Nam là một trong kỹ năng được đánh giá là khá yếu. Ví dụ như là tập thể dục chẳng hạn, ví dụ như là chạy bộ, ví dụ như là các cái giải marathon, thì người Việt Nam thường không bằng so với các quốc gia tiên tiến hơn. Đây là một cái nghiên cứu có nghiên cứu đàng hoàng, có một cái con số thống kê đàng hoàng. Tuy nhiên, và hiện nay thì rất nhiều các cái giải chạy nó đã giúp cho cái người Việt Nam hiện nay đã có những cái hành động và đã có những cái gọi là năng lượng và cái năng lực hành động càng ngày càng tốt hơn. Cái điều này là một điều tín hiệu rất là đáng mừng. Và nhờ trên những cái phòng Zoom, dựa trên những cái chương trình đào tạo giống như thế này của rất nhiều những diễn giả, rất nhiều những người đang truyền cảm hứng ở ngoài kia, thì họ đang giúp cho cộng đồng Việt Nam, những con người Việt Nam đang trở nên năng động hơn so với thời gian trước đây rất nhiều. Đó. Thế thì cái kỹ năng hành động là kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết để chúng ta đi đến thành công. Bởi vì không có hành động ấy thì tất cả những thứ phía trước nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chị em có đồng ý với điều này không ạ? Tất cả lý thuyết nó chỉ là lý thuyết nếu chúng ta không có sự hành động. Nó không có kết quả nếu mà chúng ta không có hành động. Ngày hôm nay chúng ta học lý thuyết, sau chúng ta thấy hay, chúng ta về, sau đó chúng ta lại gì ạ? Không có một cái hành động nào cả. Và ngày hôm sau chúng ta lại tiếp tục học lý thuyết. Thì rất nhiều người cũng học. Thì học thì nó cũng tốt, chưa hành động thì cũng tốt anh chị em nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đang trong cái quá trình nhận thức, chúng ta đang trong quá trình tích lũy thì cũng tốt. Tuy nhiên, bao nhiêu anh chị em chúng ta muốn chúng ta có những cái kết quả thật sớm. Kết quả ở đây có thể đo lường bằng tiền bạc, có thể đo lường bằng sức khỏe, có thể đo lường bằng các mối quan hệ, có thể đo lường bằng trí tuệ của mình. Nếu anh chị em muốn có những kết quả thật sớm thì bắt buộc chúng ta phải hành động. Không có hành động thì sẽ chẳng có kết quả xảy ra hết. Không có hành động sẽ chẳng có cái điều gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta hết. Tất cả nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là sự nhận thức mà thôi. Và
Cho nên chỉ có hành động thì mới giúp cho chúng ta đạt được những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Và nếu chúng ta chưa đạt được, chỉ đơn giản chúng ta hành động chưa có đủ. Chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta học nhưng không hành động thì sẽ không có điều gì xảy ra hết. Thế thì làm thế nào để giúp chúng ta có thể hành động mạnh mẽ? Và cái điều gì ngăn cản chúng ta hành động? Xin thưa với anh chị em, đó là những cái nỗi sợ, những cái rào cản mà đang ngăn cản chúng ta. Phần lớn đó là những cái nỗi sợ. Chúng ta sợ điều gì ạ? Khi chúng ta hành động, chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ không đủ năng lực để chúng ta làm cái công việc nào đó. Giống như Huy sợ rằng mình không đủ năng lực để mình có thể bơi 5 km, cho nên mình đã không quyết định để làm cái việc đó. Mình không bắt đầu hành động để làm cái việc đó. Những cái nỗi sợ sẽ khiến cho chúng ta run rẩy, nỗi sợ khiến cho chúng ta sợ hãi và chúng ta ngăn cản chúng ta đi đến những cái hành động tiếp theo để đi đến thành công. Chúng ta đã có những cái first step đầu tiên, chúng ta đã có những cái hành động đầu tiên, nhưng rồi nỗi sợ lại ngăn cản chúng ta đi tiếp. Thế thì nỗi sợ nó là cái gì? Chúng ta có thể hiểu rõ được cái nỗi sợ hay không? Xin thưa với anh chị em, nỗi sợ nó chỉ đơn giản là những thứ chúng ta tưởng tượng ra ở trong đầu mà thôi. Có 3 cái nỗi sợ chủ yếu mà chúng ta thường sợ. Nỗi sợ thứ nhất đó là nỗi sợ không đủ. Tôi không đủ giỏi để làm. Tôi không đủ sức khỏe để làm. Tôi không đủ kiến thức để làm. Tôi không đủ thời gian để làm cái việc đó. Tôi không đủ mối quan hệ để làm cái việc đó. Tôi không biết làm. Không biết tức là không đủ kiến thức để làm. Tôi không đủ tiền để làm cái việc đó. Thì xin thưa với anh chị em là gì ạ? Chính vì mình không đủ tiền cho nên mình phải làm. Chính vì mình không đủ giỏi cho nên mình phải làm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chỉ khi nào mình làm cái việc đó thì những việc đó nó mới biến mất mà thôi. Đúng không ạ? Nỗi sợ thứ hai đấy là nỗi sợ không được yêu thương. Con tôi còn nhỏ cho nên tôi không có thời gian. Vợ tôi phản đối, chồng tôi không thích. Rồi tôi sợ rằng mọi người sẽ chê cười tôi. Tôi sợ rằng mọi người sẽ nghĩ khác về tôi. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị mất đi những người bạn. Tôi sợ rằng họ không chơi với tôi nữa. Tôi sợ rằng họ sẽ mắng tôi. Tôi sợ rằng họ sẽ từ chối tôi. Đấy, nỗi sợ bị từ chối chính là nỗi sợ không được yêu thương. Đúng chưa? Đấy là lý do tại sao rất nhiều người khi mà bán hàng, họ không dám ra quyết định cho khách hàng, họ không dám chốt sale, bởi vì họ sợ rằng khách hàng không yêu thương mình nữa. Đây là một nỗi sợ phổ biến. Cái nỗi sợ thứ ba nữa, đấy là nỗi sợ gì ạ? Nỗi sợ bị đau, nỗi sợ bị chết. Nỗi sợ bị đau cơ thể. Khi mà ai đó mà đánh mình, mà hành hạ mình về cơ thể, về tinh thần, bị đau thì mình sợ bị đau, cho nên là mình không dám gì ạ? Không dám ra quyết định. Mình sợ cái cơ thể của mình nó bị mệt, mình sợ cơ thể của mình nó bị đau, mình sợ cơ thể của mình nó bị chết, cho nên mình không dám ra quyết định. Thế thì thực tế là như này. Thực tế là tất cả các nỗi sợ ấy, thì 90% các cái nỗi sợ nó được diễn ra ở trong tâm trí của mình. Bởi vì khi chúng ta sợ, nó diễn ra ở trong đầu của mình mà thôi. Còn thực tế, nó không bị như vậy. Có một người đi trên đường, anh ta nhìn thấy một con rắn, anh ta giật mình, sợ hãi. Nhưng anh ta quyết định đến gần cái con rắn đó và anh phát hiện ra đó chỉ là một sợi dây thừng mà thôi. Đôi khi chúng ta sợ bởi vì chúng ta nhìn cái điều gì đó nó giống cái điều mà chúng ta đã gặp trước đây trong quá khứ. Vì vậy là chúng ta bị sợ. Và cái nỗi sợ đó nó không có thật. Và làm thế nào để chúng ta biết đâu là nỗi sợ thật, đâu là nỗi sợ không thật? Xin thưa với anh chị em, chúng ta hãy trả lời những câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, đây là những câu hỏi để tạo ra sự nhận thức. Đây là những câu hỏi để giúp cho anh chị em có thể vượt qua những nỗi sợ. Cho nên nếu mà có thể, vui lòng anh chị em hãy ghi xuống những câu hỏi.
rất là quan trọng, đúng không ạ? Câu hỏi thứ nhất, nỗi sợ này đã có ích gì cho tôi ở trong quá khứ? Nỗi sợ này đã có ích gì cho tôi ở trong quá khứ? Bởi vì tất cả các nỗi sợ nó đều có ý nghĩa, nó đều tốt cho bản thân chúng ta ở một khía cạnh nào đó. Tôi nói ví dụ như này. Ngày xưa khi chúng ta còn nhỏ thì cha mẹ chúng ta nói rằng con không được nói chuyện với người lạ, không được lấy bánh lấy kẹo của người lạ, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta dạy con mình ấy là gì ạ? Là phải cẩn thận với người lạ, phải tránh xa người lạ. Đấy, tại sao ạ? Bởi vì có thể sẽ bị bắt cóc, chúng ta sợ bị bắt cóc, sợ bị con mình sẽ bị kẻ xấu nó sẽ bắt cóc, cho nên là chúng ta nói con mình là tránh xa người lạ. Thế thì cái điều sợ khi chúng ta tránh xa người lạ thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ giúp chúng ta được an toàn, được không ạ? Và cái nỗi sợ này, cái nỗi sợ người lạ này, nó bắt đầu được nhen nhóm và được hình thành trong chúng ta từ rất là nhỏ. Nhưng khi chúng ta lớn rồi, chúng ta được dạy rằng chúng ta phải khai thác thị trường lạnh, chúng ta phải làm việc với những mối quan hệ lạ, chúng ta phải là người hòa đồng, chúng ta phải xây dựng nhiều mối quan hệ. Và khi đó chúng ta phải gì ạ? Vượt qua cái nỗi sợ đó là nói chuyện với người lạ. Xin thưa với anh chị em, nếu anh chị em muốn bán hàng thì anh chị em phải bán cho những người lạ, chứ bán mãi cho người quen thì được bao nhiêu, đúng không anh chị em? Như vậy là chúng ta phải vượt qua cái nỗi sợ mà rất có ích cho chúng ta ở cái khi còn nhỏ. Nỗi sợ nói chuyện với người lạ. Bao nhiêu anh chị em đang dạy con mình khi mà con mình còn nhỏ ấy, đó là tránh xa những người lạ. Tự nhiên có người lạ họ đến, họ nói chuyện, họ cho kẹo, họ bảo là đi chơi, đi theo cô, đi theo chú dẫn đi chơi. Thì làm sao ạ? Thì mình phải tránh xa. Thì chúng ta có nhắc con mình là phải tránh xa người lạ như vậy không anh chị em? Có không ạ? Có đúng không ạ? Đấy. Nhưng đến khi mà lớn lên thì chúng ta lại phải gì ạ? Phải đập tan cái nỗi sợ đấy đi. Để làm gì ạ? Để mà chúng ta có nhiều mối quan hệ tích cực hơn. Để chúng ta gì ạ? Có nhiều những cái khách hàng mới hơn. Như vậy nó là một cái điều nghịch lý. Nghịch lý nhưng mà lại rất hợp lý. Tại sao ạ? Có những cái nỗi sợ ngày xưa nó có hiệu quả với chúng ta, nhưng bây giờ nó không còn hiệu quả nữa. Ví dụ như này, ngày xưa khi mà chúng ta học ấy thì bố mẹ chúng ta nói rằng là gì ạ? Này nhá, đừng có yêu đương gì nhá. Tập trung vào mà học. Có đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em mà có con ở trong cái giai đoạn mà trên dưới tuổi dậy thì mà bây giờ mà nó cứ mãi yêu đương, nó không chịu học tập ấy, thì mình sẽ nhắc con mình là gì ạ? Tập trung vào mà học con ạ, đừng có yêu đương gì cả. Thì cái điều đấy là tốt, tốt cho những cái đứa trẻ để nó gì ạ? Nó tập trung vào cái công việc học tập của nó. Nhưng nó đến sau này rồi, đến khi mà đến sinh viên rồi, đến khi mà gì ạ? Đi làm rồi thì nó vẫn gì ạ? Nó vẫn sợ, nó không dám yêu. Thì điều gì diễn ra? Nó sợ, nó không dám yêu, nó không dám tỏ tình, nó không dám mạnh mẽ để đi tìm kiếm những cái người phù hợp với nó. Đấy, không dám mở rộng mối quan hệ để có những cái tình cảm phù hợp. Nó dẫn đến là gì ạ? Nó bị thụ động. Nó bị gì ạ? Cô đơn, có rất nhiều người bị FA, FA đấy anh chị em. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ được dạy rằng là không được gì ạ? Yêu. Thì cái nỗi sợ đó đã được gì ạ? Cài đặt vào trong đầu chúng ta từ rất là lâu khi chúng ta còn nhỏ, và dẫn đến sau này chúng ta phải vượt qua nó một cách rất là vất vả. Cái nỗi sợ đó nó có tác dụng ở trong cái quá khứ nhưng không có tác dụng cho chúng ta ở thời điểm hiện tại. Và điều đó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta phải thay đổi tư duy của mình. Mình phải thay đổi bản thân mình hàng ngày. Đúng không ạ? Và đấy là vấn đề. Đó. Cho nên chúng ta hãy hỏi mình, cái nỗi sợ này nó có tác dụng gì cho chúng ta trong quá khứ? Bởi vì nỗi sợ
nó không có xấu anh chị em ạ. Nỗi sợ nó không có xấu, nỗi sợ là tốt, nỗi sợ giúp cho chúng ta an toàn, nỗi sợ giúp chúng ta đạt được một cái mục tiêu gì đó ở trong quá khứ. Vì vậy chúng ta đừng sợ rằng là sợ. Có rất nhiều người khi mà Huy hỏi anh chị có nỗi sợ gì không, họ bảo không, tôi không có nỗi sợ gì cả. Tại sao họ lại trả lời như vậy thưa anh chị em? Bởi vì họ sợ rằng nếu họ nói rằng là họ sợ cái này, họ sợ cái kia, thì họ sẽ bị người khác đánh giá là kém cỏi. Ồ, những người đấy là những người sợ nhiều nhất đấy. Những người nào mà không có nỗi sợ là những người đấy là nhiều nỗi sợ, sợ đến mức mà không dám nói ra là mình sợ cái gì. Những cái người mà nói rằng không sợ gì cả ấy, thì thường là những người nhiều nỗi sợ nhất. Sợ đến mức mà không dám nhận ra, không dám nhìn ra, không dám đọc tên nó ra. Nhưng mà họ lại vẫn cứ nghĩ rằng họ không sợ gì. Cái đấy là cái nguy hiểm nhất. Cho nên việc đầu tiên ấy, là chúng ta phải nhận thức ra rằng chúng ta có cái nỗi sợ nào. Được chưa? Cái nỗi sợ nào đang ngăn cản chúng ta không đi đến những cái hành động quyết định. Ok không ạ? Rồi, cái câu hỏi đầu tiên đó là nỗi sợ này nó có ích gì cho chúng ta trong quá khứ? Để chúng ta cảm thấy nỗi sợ nó không có gì nguy hiểm, nó không có gì đáng sợ cả. Ví dụ như là Huy cũng sợ khi mà chết đuối chứ. Sợ chết đuối không ạ? Rất nhiều anh chị em chúng ta khi mà còn nhỏ chúng ta được dạy rằng là gì ạ? Không được ra hồ bơi, không được nhảy xuống nước. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ nguy hiểm, sẽ chết đuối. Lúc mà 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi chúng ta không có phao là chúng ta không dám nhảy xuống nước. Kể cả có phao cũng không cho phép là gì ạ? Đi bơi, gọi là xuống nước. Bởi vì sao ạ? Sợ bị chết đuối. Và Huy cũng sợ chứ. Nhưng mà gì ạ? Nỗi sợ đó nó có ích cho chúng ta trong quá khứ. Và hiện tại chúng ta có cách để vượt qua nỗi sợ đó. Thay vì chúng ta nhảy xuống nước một cách ngu ngốc thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta sẽ phải tập luyện, chúng ta phải rèn luyện trước. Đấy, khi mà chúng ta có tự tin rồi thì chúng ta bắt đầu mới nâng cấp mình lên hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Đó. Thế thì cái câu hỏi số 2, cái câu hỏi số 2 đó là cái nỗi sợ đó nó có ích cho chúng ta đến thời điểm hiện tại hay không. Ví dụ như là nỗi sợ xuống nước, sợ bị đuối nước có ích cho chúng ta ở thời điểm hiện tại hay không. Hoặc là chúng ta sợ rằng là gì ạ? Sợ gặp người lạ, sợ người lạ sẽ bắt cóc, thì liệu nó có ích cho chúng ta ở thời điểm hiện tại hay không? À, có những nỗi sợ vẫn có ích anh chị em nhé. À, ví dụ như bây giờ mình bước ra khỏi một cái ban công, một cái tòa nhà 10 tầng rơi xuống đất. Ngày xưa chúng ta được dặn rằng không được làm cái việc ngu ngốc như vậy. Và bây giờ chúng ta nghĩ xem cái nỗi sợ đó nó còn có ích không? Xin thưa với anh chị em, nó vẫn có ích như bình thường. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì nỗi sợ gặp người lạ hoặc là nỗi sợ là mình sẽ không đủ sức khỏe, không đủ tiền, không đủ thời gian, thì cái nỗi sợ đó nó còn có ích cho mình trong thời gian này nữa hay không? Cái câu hỏi số 3 đó là nếu mà tôi làm cái việc đó, tôi có chết hay không? Có chết không? Nếu mà làm cái việc đó có chết không? Nếu mà chết thì tuyệt đối không làm. Đúng không anh chị em? Nếu mà làm việc đó mà chết thì tuyệt đối không làm. Hoặc là làm cái việc đó thì tôi có cơ hội để làm lại hay không? Ví dụ như là bước chân ra khỏi tòa nhà 10 tầng rơi xuống đất, bẹp, không có cơ hội làm lại nữa. Không làm. Tuyệt đối không làm. Được chưa? Tuy nhiên sẽ có những cái gì ạ? Có những cái trò chơi họ buộc cái dây vào người này, xong rồi gì ạ? Nhảy từ vách núi hoặc nhảy từ cái cầu rất là cao, chiu nhảy xuống, xong rồi đây ạ, cái dây nó lại kéo mình lên. Đấy. Có không ạ? Có. Tức là mình có khả năng làm lại cái trò chơi đấy. Thì mình gì ạ? Thì mình chơi. Không sợ. Bao nhiêu anh chị em mà đã từng nhìn thấy cái trường hợp ở thế giới ấy,
nó có những cái gọi là nhảy cầu ấy, đấy, trò chơi mạo hiểm ấy, nhảy từ cái cầu rất là cao anh chị em ạ, gọi là chạy nhảy bungee, nhảy bungee ấy. Đó. Đây. Xe cho em xem cái màn hình. Ui. Anh em thấy không ạ? Nhảy từ độ cao rất là cao luôn. Ui. Đấy, nhảy như này thì nếu mà bình thường không có dây thì sao ai dám nhảy đúng không ạ? Nhưng có dây thì cũng không phải ai cũng dám nhảy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Anh chị em thấy cái trò chơi này chưa ạ? Đấy, rất mạo hiểm. Và nó có sợ không ạ? Bao nhiêu anh chị em thích chơi trò này? Bao nhiêu anh chị em sợ không dám chơi trò này? Đấy, anh chị em này, nó người nó văng tít ra đây này. Kinh chưa? Đấy. Đây. Đấy. Bao nhiêu anh chị em thấy trò này rất là nguy hiểm và rất là rất là sợ. Đấy. Rồi. Đây. Đấy. Đây, thằng trai này chuẩn bị nhảy. Nhảy. Úi giời ơi, sợ quá. Ôi trời ơi. Rồi. Anh chị em nghĩ sao? Anh chị em nghĩ sao? Đấy. Thì đây là gì ạ? Đây là vượt qua nỗi sợ hãi. Vượt qua nỗi sợ hãi. Nhìn đến là sợ rồi đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta phải xem này. Là chúng ta chơi cái trò chơi này chúng ta có chết không? Nếu mà chết tuyệt đối không chơi. Nhưng mà nếu mà không chết, mình chắc chắn là an toàn. Thì chơi thử đi. Làm thử đi. Làm đại đi, chiến đi, đúng không ạ? Đấy. Rồi, cái câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta làm cái việc này thì nó có làm hại đến ai không? Đấy. Chúng ta làm việc này thì có hại đến ai không? Có ảnh hưởng đến ai không? Có gây tổn hại đến người khác không? Nếu mà tổn hại đến người khác thì chúng ta không làm. Được chưa ạ? Ví dụ như này. Chúng ta ra ngoài đường nhìn thấy có cái điện thoại rơi ngoài đường. Đấy. Thì chúng ta lấy cái điện thoại đấy về thì nó sẽ ảnh hưởng đến một ai đó. Đấy. Nó sẽ tác động đến một người nào đó. Thì việc của chúng ta đó là tìm cách là gì ạ? Trả lại cái điện thoại đó. Thì đấy là một cách làm đúng, hành động đúng. Còn nếu như là chúng ta mang về, chúng ta gì ạ? Chúng ta sử dụng thì đấy là hành động là gì ạ? Không đúng. Đúng không ạ? Rồi, cái câu hỏi tiếp theo là khi mà chúng ta làm cái việc đó ấy, thì nó có đúng đạo đức không? Tức là cái luật là vật, luật lương tâm và luật nhân quả. Đấy, luật là chúng ta không làm ảnh hưởng đến người khác, không làm hại đến người khác thì đấy là luật nhân quả. Còn luật lương tâm đó là gì ạ? Là chúng ta làm những công việc mà nó vi phạm về đạo đức. Đấy. Thì đạo đức thì nó có rất nhiều thứ thì không nói ở đây, đúng không ạ? Nó có đúng với đạo đức không? Rồi, câu hỏi tiếp theo là chúng ta làm cái việc đó thì nó có đúng với pháp luật không? Đấy, mỗi một quốc gia, mỗi một vùng miền thì nó có một cái luật riêng. Thì chúng ta xem là cái việc mà mình làm nó có đúng với đạo đức và pháp luật và luật nhân quả hay không? Nếu như mà nó đúng những cái luật đó, đấy, cộng với cả mình hỏi xem mình làm cái việc này xong ấy thì mình có vui không? Mình có sướng không? Nếu mà mình làm xong cái việc đó mà mình vui, mà mình sướng thì làm thôi. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy là ở đây ấy, là chúng ta nhớ mấy điều này. Thứ nhất là làm việc này có chết hay không? Không chết thì làm. Làm việc này có đúng luật nhân quả hay không? Nếu đúng luật nhân quả thì làm. Làm việc này có đúng đạo đức không? Nếu đúng đạo đức thì làm. Làm việc này có đúng pháp luật không? Đúng pháp luật thì làm. Đấy. Nhiều khi đúng pháp luật nó chỉ đơn giản là gì ạ? Là không sai. Tức là không trái với pháp luật là được. Đúng không ạ? Đấy. Pháp luật, hiến pháp có ghi là gì ạ? Là công việc, những việc gì mà không trái với pháp luật là được phép làm. Rồi. Cái việc tiếp theo nữa làm việc này. Mình có vui không?
làm xong việc này mình cũng vui. Ví dụ như này, anh chị em chơi cái trò chơi nhảy cầu đúng đấy, đấy anh chị em lúc chơi thì rất là sợ, trước khi chơi thì rất sợ, nhưng mà chơi xong nó có sướng không? Theo anh chị em mà chúng ta chơi xong thì nó có sướng không? Rất nhiều những người sợ ấy, nhưng mà mình thử nghĩ xem, nhìn cái đội mà họ chơi xong rồi ấy, họ hò hét, họ rung tay lên, xong rồi họ tim được, họ đập nhanh, nhưng đúng là chơi xong thì họ có sướng không? Theo anh chị em chơi xong có sướng không? Sướng đúng không ạ? Sướng đấy, chơi xong sướng, nó sướng, nó vui thì mình làm được ạ. Đấy thì thực tế là anh chị em ạ, cái mà mình thích ấy chính là cái thứ ở bên kia, cái nỗi sợ, cái ở bên kia nỗi sợ chính là cái thứ mà mình sung sướng. Bởi vì sao ạ? Nỗi sợ nó chỉ là cái để thử thách chúng ta mà thôi, và khi chúng ta vượt qua những cái thử thách ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là sung sướng đó. Và Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái video nữa. À đây, đây là cái video mà Huy đã hoàn thành cái thử thách 42 km, và khi đó thì Huy xuất phát từ lúc 2 giờ sáng và vượt qua 42 km đó với một cái nền tảng thể lực không được tốt lắm, không phải là cái người giỏi trong cái việc mà tập thể dục cũng như là chạy bộ. Tuy nhiên thì Huy cũng đã có sự nhận thức, Huy đã có cái môi trường để giúp cho mình thay đổi, và khi đó thì Huy đã có những cái quyết tâm và có những cái hành động để chinh phục cái mục tiêu của mình. Và trong cái quá trình đó thì Huy cũng rất là sợ, Huy cũng sợ rằng mình không đủ sức để mà mình có thể chạy được, cái chân của mình nó không điều khiển được nữa rồi, nó không còn theo cái ý của mình nữa rồi. Và khi đó thì mình cũng mong muốn có cái tiếng nói nhỏ nói rằng là mày không đủ sức để làm đâu, cái cơ thể của mày nó không được thiết kế để làm cái việc này, đừng chơi cái trò chơi ngu ngốc này nữa. Tuy nhiên thì Huy vẫn tiếp tục, và trong cái con đường mà Huy đi thì Huy cũng có chia sẻ lại. Khi ở cự ly 21 km thì khi đó là đã không còn sức nữa rồi. Thực tế là 15 km là bắt đầu là chân nó lại rã rời rồi, nó không còn nghe theo cái sự chỉ đạo của mình nữa rồi. Đến 21 km, khi mà đội 21 km về đích ăn mừng thì mình rất là muốn mình dừng lại và kết thúc ở vị trí 21 km. Nhưng sau đó thì vì một cái lý do rất đơn giản, đó là mình sợ cái gì thì mình phải đi xuyên qua nó, cho nên là mình quyết tâm chinh phục mốc 24 km. Và sau khi 24 km hoàn thành thì mình quyết tâm hoàn thành mốc 27 km. Và sau khi mốc 27 km hoàn thành thì mình tiếp tục quyết tâm hoàn thành mốc 31 km. Và mốc 31 km, 35 km, mê ơi, không đi nổi nữa rồi. Anh em tưởng tượng là mỗi một bước chân ấy, giống như chúng ta đi trên lửa, đi trên mảnh xanh, đi chân đất ở trên những cái mũi kim ấy. Mỗi một bước chân đều giống như vậy. Trong vòng 4 km vừa rồi, thực sự là một thử thách quá lớn đối với mình. Một cái người mà đang bị chấn thương, đang bị viêm gan bàn chân, hơn một tháng rồi nghỉ dưỡng thương, không có tập thể dục, và thoát vị điện 17 năm, người quá khổ, cao 1m67 và nặng 76 cân. Không hiểu sao mình lại tham gia một cái tướng trò chơi nó ngu ngốc thế, thực sự là hành xác. Thành công là không bỏ cuộc, thành công là không bỏ cuộc. Bên kia khó khăn, bên kia nỗi sợ hãi là con người chúng ta muốn trở thành. Thành công là không bỏ cuộc, thành công là không bỏ cuộc. Bên kia khó khăn là con người chúng ta muốn trở thành. Cứ đi rồi sẽ tới, kiên trì bền bỉ, chúng ta sẽ tới, ta sẽ tới, tôi sẽ làm được, tôi khỏe mạnh,
Tôi giàu có, tôi hạnh phúc, tôi tự do, tôi xứng đáng, tôi chọn tôi. Tôi có thể làm được mọi thứ, không có giới hạn nào hết, chỉ có giới hạn trong tâm trí của tôi mà thôi. Không có gì không làm được hết, gai. Không có gì có thể đánh bại chúng ta, trừ khi chúng ta chấp nhận điều đó. Không có gì có thể đánh bại chúng ta, trừ khi chúng ta cho phép nỗi đau để chúng ta vượt qua, sợ hãi để chúng ta vượt qua, đi thẳng qua sợ hãi. Không có gì có thể đánh bại chúng ta nếu mà chúng ta sẵn sàng chiến đấu giống như một chiến binh, kể cả là sức khỏe không còn, nhưng mà chúng ta vẫn cứ chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Vậy thì ông vì vậy, mọi người hãy dùng bước chân của mình nhé. 42 km, chúc mừng, chạy qua đi anh, chúc mừng, chúc mừng. Ok, đấy là một cái khoảnh khắc rất là thú vị. Và theo như thống kê thì trên thế giới chỉ có 1% những người có huy chương 42 km thôi anh chị em. Và đúng như là Huy đã chia sẻ trong clip đó, đó là gì ạ? Nỗi sợ, nó là gì ạ? Nó chính là cái thứ mà giúp chúng ta trưởng thành hơn. Đi qua bên kia nỗi sợ chính là cái con người mà chúng ta muốn trở thành. Đó. Và không có gì có thể ngăn cản chúng ta hết, trừ vì chúng ta cho phép điều đó. Đó. Và chúng ta phải vượt qua những cái thứ đó để đón nhận được những thành công, những cái kết quả và đạt được cái mục tiêu của mình. Vì vậy, tất cả những cái nỗi sợ nó chỉ là những cái thứ mà khiến cho chúng ta lùi bước ở khi ban đầu thôi. Còn khi mà chúng ta kết thúc, chúng ta không còn sợ nữa. Vì vậy, có một nguyên tắc rất quan trọng, đó là gì ạ? Chúng ta sợ cái gì thì đó chính là động lực, đó là cái nguyên nhân để chúng ta làm. Chính vì mình sợ rằng mình không có sức khỏe, cho nên mình phải bắt đầu tập thể dục. Chính vì mình sợ không có sức khỏe, cho nên mình phải đặt mục tiêu là gì ạ? 42 km. Chính vì mình sợ là mình gì ạ? Mình sẽ yếu, cho nên mình phải đặt mục tiêu đó là mình phải bơi 5 km. Chính vì mình sợ rằng mình không giữ được cái sức khỏe này lâu dài, cho nên mình càng phải gì ạ? Tập thể dục nhiều hơn. Chính vì mình sợ không có tiền, cho nên mình càng phải làm nhiều hơn, càng phải học nhiều hơn. Chính vì mình sợ không có thời gian, cho nên mình lại càng phải dành nhiều thời gian hơn để học tập, để làm việc. Sợ cái gì thì chúng ta lao vào để xử lý, để làm cái đó. Phần lớn những người có nhiều nỗi sợ thì thường là những người dễ bị lợi dụng, dễ bị tổn thương và dễ bị gọi là yếu đuối nhất. Và việc của chúng ta không phải loại bỏ đi nỗi sợ, mà việc của chúng ta đơn giản đó là gì ạ? Đặt nỗi sợ ở phía sau của mình. Đặt nỗi sợ ở phía sau. Nỗi sợ ở phía trước thì sẽ là rào cản, nỗi sợ ở phía sau sẽ là động lực. Anh chị em chúng ta khi mà đi đường, chúng ta gặp một con ma, ui đi đường vào buổi tối một mình ở bên cạnh cái nghĩa địa, ui dồi ôi, sợ không anh chị em? Phía trước có một bóng trắng mờ và nó đang vật vờ trước mặt chúng ta, thì phần lớn chúng ta sẽ làm gì ạ? Quay đầu bỏ chạy, có đúng không anh chị em? Nhưng điều gì diễn ra nếu cái bóng trắng đó nó ở sau lưng chúng tôi? Ngoái lại, chúng ta nhìn thấy một cái bóng trắng nó đang bay đến với chúng ta. Việc của chúng ta làm gì ạ? Chạy thật nhanh về phía trước, có đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Vì vậy hãy đặt nỗi sợ ở phía sau mình. Đặt nỗi sợ là động lực của mình. Vì con tôi nhỏ cho nên tôi phải đi học, để tôi phải cố gắng, tôi phải nỗ lực, tôi phải kiếm tiền để cho con tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vì vợ tôi không cho tôi đi học, bởi vì vợ tôi coi thường tôi, bởi vì vợ tôi không coi trọng tôi, cho nên tôi càng phải đi học để gì ạ? Để mạnh mẽ hơn, để mà trưởng thành hơn, để mà gì ạ? Để mà tôi chứng minh cho vợ tôi thấy rằng tôi có thể làm được.
Bởi vì tôi sợ rằng sẽ mọi người sẽ không yêu thương tôi. Cho nên tôi lại càng phải cố gắng nhiều hơn, tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn. Bởi vì tôi sợ rằng tôi không có tiền. Bây giờ tôi không có tiền và tôi sợ rằng sau này tôi cũng không có tiền. Cho nên bây giờ có bao nhiêu tiền, tôi dồn hết vào việc học tập. Dồn hết vào việc kinh doanh, việc đầu tư để giúp cho mình có thể có tiền trong tương lai. Bởi vì tôi sợ rằng tôi không có sức khỏe, cho nên tôi bắt đầu phải tập luyện thể dục thể thao. Tôi bắt đầu làm đặt những cái mục tiêu để giúp tôi có sức khỏe. Và hãy đặt nỗi sợ ra phía sau, thì khi đó chúng ta sẽ có cái động lực mạnh mẽ để hành động. Sợ cái gì? Chỉ đơn giản, lấy cái đó làm động lực, lấy cái đó làm mục tiêu. Đấy, giống như cái lúc mà Huy chạy ấy, là lúc đó là gì ạ? Mình sợ rằng mình sẽ không thành công. Mình sợ rằng mình sẽ bị mệt. Mình sợ rằng mình không đủ sức khỏe. Cho nên việc của mình không phải là né tránh nỗi sợ. Đừng sợ cái nỗi sợ đó. Hãy yêu quý nó. Hãy coi nó là gì ạ? Là nguyên nhân để cho mình hành động. Hãy coi nó là động lực để cho mình hành động. Sợ cái gì thì hãy đặt cái đấy ra phía sau. Bằng cái công thức như này. Bằng công thức như này. Khi bất kể khi nào anh chị em có một cái lý do để chúng ta không hành động, thì chúng ta chỉ cần suy nghĩ, đặt cái câu nói ngược lại. Chúng ta nói câu nói ngược lại. Bởi vì điều đó cho nên tôi phải làm cái việc đó. Có rất nhiều người sẽ lấy lý do là bởi vì tôi già quá cho nên là tôi không học được. Bởi vì tôi trẻ quá cho nên tôi không học được. Bởi vì tôi là phụ nữ cho nên là tôi không học được. Bởi vì tôi là mẹ bỉm sữa cho nên tôi không có thời gian để kiếm tiền. Thì mỗi khi chúng ta có một cái lý do khiến cho chúng ta từ chùn bước, khiến chúng ta bỏ cuộc, khiến cho chúng ta dừng lại, khiến cho chúng ta chậm lại, thì chúng ta hãy chuyển đổi cái mệnh đề như sau. Đó là vì tôi là mẹ bỉm sữa cho nên tôi phải làm nhiều hơn. Bởi vì tôi già rồi cho nên tôi phải học nhanh hơn. Bởi vì tôi còn trẻ cho nên tôi phải làm nhiều hơn. Bởi vì tôi không có tiền cho nên tôi phải tập trung vào kiếm tiền. Bởi vì tôi không khỏe cho nên tôi phải tập trung vào sức khỏe, tập trung vào tập thể dục. Bởi vì tôi không có thời gian cho nên tôi phải dành nhiều thời gian hơn để làm việc. Bởi vì tôi rất là bận cho nên tôi phải làm nhiều hơn. Bởi vì tôi không đủ giỏi cho nên tôi phải làm nhiều hơn để giỏi. Tôi phải học nhiều hơn để giỏi. Và chúng ta lấy lý do để từ chối, để dừng lại, làm lý do để chúng ta bắt đầu. Đấy chính là cái cách để chúng ta đặt nỗi sợ ra phía sau và đối diện với nỗi sợ, đi thẳng xuyên thủng qua nỗi sợ đó. Ok không anh chị em? Và một điều nữa để giúp cho chúng ta có một cái hành động mạnh mẽ, đó là chúng ta cần phải có cho mình những cái mục tiêu. Chính nhất là chúng ta cần cho mình nỗi sợ. Xin thưa với anh chị em, nỗi sợ là tốt. Cho nên đừng cố gắng né tránh nỗi sợ. Đừng cố gắng nói rằng tôi không sợ gì cả. Sai lầm. Việc của chúng ta đó là đối diện với nỗi sợ và vượt qua nó. Tôi sợ tôi nghèo, tôi sợ đói, tôi sợ không có tiền, tôi sợ bị người khác khinh thường, sợ người khác chê cười, sợ người khác khinh bỉ, sợ người khác không yêu thương mình. Tôi sợ rằng tôi sẽ không có sức khỏe, tôi sợ rằng không đủ thời gian, cho nên tôi mới phải làm việc. Tôi sẽ phải hành động. Được chưa? Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cần cho mình những cái mục tiêu. Khi chúng ta hành động, chúng ta cần phải có một mục tiêu rõ ràng. Không có mục tiêu, chúng ta sẽ không biết hành động gì hết. Chúng ta không biết nỗi sợ nào là đúng, nỗi sợ nào là sai. Cái gì là tốt, cái gì là không tốt để chúng ta ra quyết định cho đúng. Chúng ta cần có nhận thức, cần có sự thay đổi, sẵn sàng thay đổi và ra quyết định một cách mạnh mẽ, một cách nhanh chóng. Và cuối cùng, đó là chúng ta cần phải có cho mình những cái mục tiêu cụ thể, rõ ràng,
có thể đạt được, có thời gian rõ ràng, có thể đo lường được và liên quan đến cái sứ mệnh của cuộc đời mình. Và đó chính là lúc mà chúng ta có những cái hành động mạnh mẽ. Không có mục tiêu thì chúng ta chẳng biết làm cái gì cả. Bây giờ chúng ta đổ đầy xăng ra khỏi nhà, sau đó đi lòng vòng hết xăng, sau đó dắt xe về. Ngày hôm sau đổ đầy xăng ra khỏi nhà, đi lòng vòng hết ngày, hết xăng lại đi về. Nó có chán không anh chị em? Nó có mệt không anh chị em? Có. Cho nên trước khi ra khỏi nhà, chúng ta cần phải có cho mình một mục tiêu và kế hoạch và cái bản đồ để giúp chúng ta đạt được cái điều đó. Và tất cả những cái hành động cũng như là cái cách để mà chúng ta đạt được cái điều đó thì Huy sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể khi anh chị em, một số anh chị em tham gia các chương trình chuyên sâu của Huy, ví dụ như chương trình NLP 14 ngày Huy vừa mới khai giảng ngày hôm kia, thì sẽ có những cái bài tập để giúp cho anh chị em có thể vượt qua cái nỗi sợ của mình một cách dễ dàng. Mình sẽ xây dựng cho mình những cái thói quen tốt và loại bỏ đi những cái thói quen xấu, và sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái nỗi sợ ở trong những cái chương trình đào tạo chuyên sâu đó của Huy. Đó, thì nó chỉ là một trong những cái cách để giúp chúng ta vượt qua cái nỗi sợ và tiến tới những cái hành động mạnh mẽ mà thôi. Ngoài ra, để chúng ta có những cái hành động mạnh mẽ thì có một điều rất quan trọng nữa, đó là chúng ta cần năng lượng. Năng lượng hay là động lực chính là cái thứ giúp chúng ta vượt qua được những cái rào cản để chúng ta nhanh chóng đi đến điểm B của mình. Đó chính là năng lượng. Năng lượng nó đến từ đâu anh chị em? Năng lượng nó đến từ mục tiêu. Năng lượng nó đến từ khát khao, từ cái mong muốn, từ cái động lực, từ cái nỗi sợ của mình. Khi mình đang đi như này, nhưng mà gặp con ma, gặp con chó nó đang đuổi phía sau thì làm sao ạ? Mình chạy rất là nhanh. Năng lượng ở đâu ra rất là lớn, đúng không ạ? Mình sợ thì đấy là động lực để mình có năng lượng. Mình mong muốn mình đạt được cái điều gì đó, cái niềm sung sướng, cái niềm vui của mình ở điểm B ấy, nó là năng lượng, nó là động lực cho chúng ta. Và năng lượng nó cũng đến từ cái việc mà gì ạ? Mình tập thể dục, mình có một cái cơ thể khỏe mạnh thì mình sẽ có gì ạ? Mình có thể hành động một cách mạnh mẽ. Đấy. Vì vậy để có năng lượng, anh chị em lưu ý thêm cái điều này. Thứ nhất, đó là chúng ta hãy rèn luyện tập thể dục hàng ngày. Cái thứ hai, đó là chúng ta hãy ăn, hãy uống những cái sản phẩm có chất lượng cao, tức là những cái sản phẩm có giàu năng lượng. Những cái sản phẩm có giàu năng lượng thì sẽ cho chúng ta năng lượng tốt. Và những cái sản phẩm không có năng lượng, ví dụ như là rượu, bia, thuốc lá, thì sẽ đốt năng lượng chúng ta, sẽ khiến chúng ta mất năng lượng. Uống nhiều rượu thì chúng ta sẽ say, xỉn và không có năng lượng để làm việc. Hút thuốc lá nhiều nó sẽ làm chúng ta mất năng lượng. Vì vậy là gì ạ? Là hạn chế những cái chất kích thích, hạn chế những cái chất không tốt vào trong cơ thể và nạp vào trong cơ thể chúng ta những cái sản phẩm như giàu năng lượng. Một số loại thực phẩm chức năng giàu năng lượng cũng rất tốt cho cơ thể chúng ta. Vì vậy đừng quên rằng là cơ thể chúng ta cần rất nhiều các cái chất để mà có năng lượng. Từ tinh bột đến gì ạ? Những cái chất về protein rồi vitamin đó, thì tất cả những cái loại đó đều là những cái thứ cần thiết để xây dựng lên cái năng lượng trong cơ thể chúng ta. Cơ thể mà yếu đuối thì chúng ta không thể nào hành động mạnh mẽ được, có đúng không ạ? Đấy, vì vậy chúng ta hãy xây dựng cái cơ thể chúng ta là một cơ thể giàu năng lượng, cộng với một cái động lực, cộng với một cái nỗi sợ tích cực. Nỗi sợ tích cực, đặt nỗi sợ phía sau thì nỗi sợ tích cực. Và khi đó thì chúng ta sẽ đủ lực, đủ sức để chúng ta vượt qua những cái rào cản. Đúng không ạ? Vượt qua những rào cản. Những anh chị em nào muốn tham gia vào lớp 60 ngày rèn luyện cùng NLP, cùng với Huy, thì hãy liên hệ với cái người mời chúng ta để được vào lớp học. Đúng không ạ? Đấy. Và tất nhiên những cái lớp chuyên sâu thì anh chị em có thể sẽ đóng một cái phí nho nhỏ. Đấy. Thì tùy anh chị em nào mà muốn tham gia thì cứ tìm cách nào đó liên hệ
thì chắc chắn là anh chị em sẽ biết cách. Nếu anh chị em muốn thì anh chị em sẽ biết cách, anh chị em không muốn thì anh chị em sẽ không biết cách. Đó, đơn giản như vậy. Mình sợ cái gì thì làm sao ạ? Đâm thẳng xuyên thủng, vượt qua đấy, cái vượt qua nỗi sợ đó. Hãy hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Anh chị em hãy comment xuống ạ. Hành động, hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Đấy. Và anh chị em nhớ rằng cái nỗi sợ hãi này là gì ạ? Là nó, cái nỗi sợ hãi này nó không cho làm cho mình chết. Nó đúng đạo đức, đúng pháp luật, đúng luật nhân quả và đúng làm cho mình vui. Đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta gì ạ? Hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Đấy. Ok nhá. Thì đấy là cái mà Huy chia sẻ và giúp cho anh chị em chúng ta có thể có những cái hành động mạnh mẽ hơn. Và chúng ta hoàn thiện cái kỹ năng, bốn kỹ năng cơ bản của mình. Đó là kỹ năng nhận thức, kỹ năng thay đổi, kỹ năng ra quyết định và kỹ năng hành động. Và kỹ năng hành động là một kỹ năng yếu nhất của người Việt Nam. Kỹ năng nhận thức thì rất nhiều người có khả năng nhận thức. Kỹ năng thay đổi thì có nhiều người cũng sẵn sàng thay đổi. Kỹ năng ra quyết định thì nhiều người ra quyết định rất là nhanh. Đó. Tuy nhiên kỹ năng hành động, mà hành động một cách kiên trì, hành động một cách bền bỉ thì không phải ai cũng có. Và đây chính là cái nỗi sợ của người Việt Nam. Vì vậy chúng ta là những con người xuất chúng, những người mà đã được lựa chọn, đã những người vượt trội hơn so với những cái người khác trung bình, những người ngoài kia. Cho nên anh chị em chúng ta hãy rèn luyện bốn kỹ năng này thực sự là đều đặn để giúp chúng ta tiến đến thành công một cách bền gọi là cách bền chắc hơn và thành công một cách viên mãn. Cảm ơn anh chị em đã hoàn thành chuỗi chương trình bốn cái kỹ năng cốt lõi để thành công mà Huy đã chia sẻ. Và trong thời gian tới Huy sẽ tiếp tục cho ra những cái chương trình nó sẽ hay hơn nữa, nếu anh chị em thực sự khao khát, thực sự mong muốn.